Dạ vâng, xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Thì hôm nay bên em còn đúng 3 đoạn dây loa lõi bạc Đức của hãng Harmony Capella 7NOCC Silver Made in Germany. Thì bên em sẽ khuyến mại thanh lý nốt cho anh em ba cái đoạn này. Thì bên em sẽ lại quay chi tiết và báo giá luôn nhá. Anh em nào có nhu cầu thì alo em số điện thoại kia 0344 382 591. Cái dây này thì không còn xa lạ gì rồi. Hôm nay thì bên em còn đúng 3 đoạn. Thì ở đây có một đoạn có chiều dài là 4 mét này và hai đoạn này có chiều dài là 6 mét. Trong khi đó thì có một đoạn thì nó dài nhỉnh hơn là 6 mét 1, 6 mét 2 gì đấy. Còn một đoạn thì chuẩn là 6 mét. Đấy. Khuyến mại thanh lý nốt cho anh em với giá rất là tốt nhá. Đầu tiên là cái đoạn 4 mét này. Dây bạc Đức Harmony Capella các bác không còn xa lạ gì rồi. 7NOCC Copper Silver Made in Germany. Còn đúng 3 đoạn thôi. Đây này. Dây có lớp rủ rất là đẹp. Đây. Đây, lõi bạc của nó to tầm khoảng 3,5 ly. Dây này nó cải thiện cực tốt cái giải trung cao và chép nhá. Hiện tại đây cái dòng dây mà tiếng trung cao và chép hay nhất em đang có. Bass của nó cực kỳ tốt. Đây. Cái dây này thì ngày trước bên em bán với cái giá là 380.000 một mét. Thì suy ra thì cái chỗ này 4 mét này có giá là 1 triệu 520.000. Thì cái này 1 triệu 520.000 thì bên em khuyến mại cho anh em là 1 triệu 3. Các bác nhá. Ưu tiên anh em chuyển khoản 1 triệu 3 cái đoạn 4 mét này. Tiếp theo là cái đoạn 6 mét này thì 380 nhân với 6 thì nó có giá là 2 triệu 280. Thì em tính tròn cho anh em là 2 triệu. Coi như bớt anh em là 280.000 rồi đấy. Bớt rất là nhiều rồi đấy. Gần như là hòa vốn rồi. Đấy, 200 2 triệu. 2 triệu 280 bớt còn 2 triệu. Đấy. Hiện tại thì còn một đoạn 4 m và hai đoạn 6 m. Anh em vào nhanh tay thì được thôi. 0344 382 591 hiện tại cái dòng dây này là bên em hết sạch. Không biết mấy nữa vài tháng nữa thì có thêm không nhưng hiện tại là hết. Còn đúng ba cái đoạn này. Bán nốt cho anh em vì hôm nay là cái ngày cuối tháng mà. Nha các bác nha. Clip này có mỗi cái này thôi, em quay rất là nhanh thì anh em nào hay theo dõi thì chắc chắn là cũng biết là cái dòng dây này bên em rất là tốt rồi. Xin kính chào tất cả mọi người nhé.